Black Panther Wakanda Forever đã công chiếu được một tuần. Và có lẽ hầu hết mọi người đều đã có dịp được tận hưởng một giấc ngủ ngon trong rạp. Cùng với đó là một trận chiến combat tổng phải gọi là thuộc hạng siêu phẩm kinh điển của dòng phim hành động, sánh ngang với những trận chiến giữa năm cánh quân trong The Hobbit và cũng như mọi bộ phim siêu anh hùng khác, đặc biệt là phim của vũ trụ điện ảnh Marvel, luôn có những chi tiết ẩn aka Easter egg được cài cắm vào những cảnh phim theo ý đồ của đạo diễn, với mục đích là để cho chúng tôi moi móc ra để làm cái video này. Tôi biết là các bạn đã ngủ trong rạp, nên sau đây sẽ là tổng hợp những chi tiết ẩn trong Wakanda Forever. Thứ có thể bật mí cho bạn về tương lai của MCU hoặc là nhiều tình tiết khác, hoặc không. Cảnh báo spoiler cho bất kỳ ai chưa được xem hoặc là chưa bị spoil, vì sắp tới đây sẽ là toàn bộ những gì đã diễn ra trong phim. Ngay trong phân cảnh đầu tiên, Shuri đứng trong thang máy và lẩm bẩm một thứ thử thách lỗ tai của người xem. Đó là lúc cô đang cầu nguyện thần linh, cụ thể là thần Bas. Hỡi Bas, thời gian không còn nhiều, xin hãy cho con cứu sống anh trai khỏi căn bệnh quái ác này. Con sẽ không bao giờ hoài nghi về sự tồn tại của người nữa. Một con người của khoa học công nghệ như Shuri mà lại đặt niềm tin vào thần linh. Điều này thể hiện rằng cô đã hoàn toàn bất lực trong việc cứu anh trai và phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của các vị thần trong việc tái tạo lại tâm hình thảo để cứu sống anh trai. Vì trước đó tất cả đều đã bị thiêu rụi bởi Killmonger. Dù đã rất cố gắng nhưng Shuri vẫn không thể cứu anh trai mình. Và đám tang cho T'Challa đã được tổ chức. Nghi lễ của Wakanda được diễn ra trong một khu rừng. Và đây cũng là khu rừng nơi Shuri trồng tâm hình thảo ở cuối phim. Trong lúc đưa linh cữu của T'Challa về với tổ tiên, trên bức tường có xuất hiện bức tranh của anh kèm với những dòng chữ tiếng Wakanda. Những dòng chữ này có ý nghĩa là vị vua báo đen sẽ sống mãi trong tim thần dân và mong ngài an nghỉ cùng với tổ tiên. Người dân Wakanda vui vẻ nhảy múa trong đám tang vị vua của họ, vì đây là một nét văn hóa thú vị của người dân châu Phi. Những điệu nhảy và giai điệu vui tươi sẽ dẫn lối linh hồn người đã khuất đến với thế giới bên kia và lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp với những người còn sống. Ngoài ra điều này cũng phù hợp với văn hóa của Wakanda, vì T'Challa đã từng nói: In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. Ở phía sau đoàn vũ đạo của Wakanda, ta có thể thấy được hai bức tượng của vua Wakanda và nữ hoàng. Sau đó ở trên bầu trời, hai chiếc phi cơ bay chéo cánh tạo thành hình dấu X tượng trưng cho biểu tượng chào của người dân Wakanda. Một chiếc phi cơ bay đến mang linh cữu của T'Challa đi và một bản nhạc được phát lên. Chính là soundtrack đã được sử dụng khi T'Challa đến gặp tổ tiên sau khi dùng tâm hình thảo. Ở nhóm người phía dưới, đứng cạnh Shuri là một cô gái có nét trang điểm giống với nhân vật Yuri, một thuộc hạ thân cận của vua Wakanda đã bị Killmonger giết ở phần 1. Đây có lẽ là con gái của ông ta. Và sau đó ta đến với intro của phim là một đoạn tri ân ngắn với toàn bộ đều là hình ảnh của T'Challa và những câu nói ý nghĩa của anh trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Một vài câu có thể dễ dàng thấy như là câu này khi anh nói về cái chết của cha mình với Black Widow: In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green veld where you can run forever. Hay là câu này khi anh nói chuyện với cha mình: Tell me how to best protect Wakanda. I want to be a great king, Baba. Hay là đây, khi anh công bố Wakanda với cả thế giới. But in times of crisis, the wise build bridges, while the foolish build barriers. Và một câu khác mà ai cũng biết. Wakanda forever! Tiếp theo đó, đoạn intro của Marvel hoàn toàn là hình ảnh của Chadwick Boseman. Khi anh vào phòng nghiên cứu của Shuri, khi anh móc lốp ô tô của Ulysses Claw, khi anh tham gia trận chiến tranh ngôi vương, khi anh ôm cha mình, khi anh đến Nigeria tìm Nakia, khi anh cùng Okoye và Shuri trong trận Endgame, khi anh mặc bộ đồ báo đen tại Hàn Quốc, khi anh quật ngã con tê giác trong trận chiến với Kabi, khi anh đứng chờ bố mình trong cuộc họp Liên Hợp Quốc, khi anh hô Wakanda Forever trong trận Infinity War, khi anh dùng phản sát thương của bộ đồ tấn công quân lính. Phần intro này cũng có tông màu tím, trùng với màu của tâm hình thảo. Phân cảnh sau đó diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc, một cuộc họp giữa các cường quốc trên thế giới để chỉ trích việc Wakanda không chia sẻ tài nguyên Vibranium. Nữ hoàng Ramonda quyết định không chia sẻ cái quần què gì hết. Và bà đã nhắc đến một cái tên là Incursion. Đây là một cụm từ đã xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim Marvel gần đây, ám chỉ một sự kiện lớn trong comic, chính là Incursion, sự kiện khi các vũ trụ trong đa vũ trụ va vào nhau. Lý do một câu nói đơn giản của nữ hoàng lại dẫn đến giả thuyết này là vì sự kiện Incursion đã có xảy ra tại Wakanda trong comic. Mặc dù chưa rõ Incursion sẽ diễn ra vào giai đoạn nào của vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng những sự cài cắm này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua từng phần phim. Các cường quốc sau đó nói rằng Vibranium không thể dò được bằng máy dò kim loại thông thường. Đây có lẽ là chi tiết khiến cho người xem nhớ lại trong Black Panther phần 1, khi T'Challa và Okoye tiến vào sòng bạc và có đi qua máy dò kim loại, nhưng bộ giáp của T'Challa và chiếc thương của Okoye thì không hề bị phát hiện. Đan xen với cảnh nữ hoàng tại trụ sở Liên Hợp Quốc là cảnh một trụ sở nghiên cứu của Wakanda nằm tại Mali bị tấn công. Trong đoạn cuối của Black Panther, T'Challa đã quyết định lập nên những trụ sở của Wakanda ở bên ngoài thế giới để có thể trợ giúp người dân. Cái đầu tiên là ở Auckland như trên phim đã đề cập, và đây có thể là một trong những cái kế tiếp được T'Challa xây dựng. Cảnh tiếp theo khi chính phủ Mỹ tự mình ra biển đào Vibranium. Người phụ trách dự án này là tiến sĩ Graham, do nữ diễn viên Lake Bell thủ vai. Cô chính là người lồng tiếng cho quá phụ đen trong What If, chứ không phải là Scarlett Johansson như mọi người vẫn lầm tưởng.
Trước khi chiến đấu, những người Talau Khan dùng giọng hát để lôi kéo các thủy thủ đoàn. Đây là chi tiết cơ bản để minh họa về tộc người cá trong truyền thuyết hàng hải ngày xưa và đã được áp dụng trong rất nhiều bộ phim. Gần gũi nhất với khán giả có thể kể đến loạt phim Cướp biển vùng Caribe cũng đã có một phân cảnh tương tự. Trong phân cảnh tiếp theo khi nữ hoàng Ramonda trở lại với Wakanda, đài CNN đã đưa tin về việc bà không chấp thuận giao Vibranium cho ai cả. Và ở dưới, ta sẽ thấy dòng chữ Scotland tiếp tục hành trình quảng bá cho cuốn sách Look Out for the Little Guy. Đây là cuốn sách đã xuất hiện trong trailer Ant-Man phần 3 Quantumania. Trong phòng thí nghiệm của Shuri khi nữ hoàng đến thăm cô bé, có sự xuất hiện của bộ giáp Midnight Angel, thứ được Okoye mặc trong trận chiến cuối cùng. Đây là một bộ giáp được lấy ra từ comic, và đó cũng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Wakanda được trang bị cho những chiến binh tình nhuệ nhất. Chứ không phải là dùng dây kéo lên kéo xuống trông chán bò mẹ. Khi hai mẹ con ngồi tâm sự bên bờ sông, Shuri đã nói: "Nếu con ngồi đây và nghĩ về anh trai quá lâu, con sẽ không đốt cái áo này, mà sẽ là đốt cả thế giới với tất cả mọi thứ trong đó." Câu nói này ám chỉ lý trí của Shuri ngập tràn cơn thịnh nộ với đầy tham vọng làm một thứ gì đó, giống hệt như Killmonger. Và chi tiết này cũng đã xuất hiện lại khi Shuri ở trong một căn phòng bị thiêu cháy, giống như lúc Killmonger đứng trong điện thờ đốt toàn bộ tâm hình thảo. Đó cũng chính là lý do cô bé đã gặp được Killmonger khi sử dụng tâm hình thảo. Ngay sau đó Namor xuất hiện. Anh tự giới thiệu mình tên là Kukul Khan. Đây là vị thần rắn trong văn hóa của người Maya, một trong ba vị thần tạo nên trái đất. Hay còn có một cái tên khác là Quetzalcoatl trong văn hóa của người Aztec. Vị thần này đã được Thor nhắc đến trong Thor Love and Thunder khi anh và Jane chuẩn bị đến Omnipotent, thành phố mà Namor cai trị, Talau Khan, cũng được lấy cảm hứng từ một thành phố tên Talau Khan trong văn hóa Aztec. Đây là một thành phố thiên đường nằm dưới nước, một thế giới bên kia, nơi ở của những người liên quan đến nước. Trong buổi họp hội đồng sau đó, M'Baku đã xuất hiện với quả cà rốt trong tay. Đây là chi tiết gợi nhớ lại phần phim đầu tiên khi anh ta nói rằng người Jabari là những người ăn chay. Ngay sau đó, Shuri và Okoye đến đại học MIT để tìm gặp Riri Williams aka Ironheart. Đây cũng là ngôi trường mà Peter Parker và MJ đã nộp xin vào trong phần phim No Way Home. Điều đó có nghĩa Riri Williams hơn tuổi của Peter Parker. Khi Riri bay lên quá cao, cô bé đã quá tải và rơi xuống, giống như lần đầu bay của Tony Stark trong Iron Man 1. Sau phân cảnh chiến đấu giữa Okoye và tộc người dưới biển, FBI đã đến hiện trường, trong đó có giám đốc CIA Valentina, người đã và đang triệu tập đội hình của Thunderbolt. Điều mà tôi đã nói chi tiết trong video phân tích Wakanda Forever. Okoye sau khi trở về Wakanda đã bị nữ hoàng Ramonda tước chức tướng quân vì đã để Shuri bị bắt mất. Hội đồng có nhắc đến Wakabi, chính là người chồng phản bội của Okoye trong phần 1. Anh đã bị bắt giam và không xuất hiện trở lại vì nam diễn viên Daniel Kaluuya không tham gia trong phần 2 này. Nữ hoàng Ramonda đến tìm Nakia. Bà đã gọi những đứa trẻ lại để hỏi thăm. Trong số đó có đứa con trai của T'Challa và Nakia, người đã xuất hiện trong After Credit. Đây có lẽ chính là lúc mà nữ hoàng gặp cháu mình, điều Nakia đã nói với Shuri trong After Credit. Khi Namor kể cho Shuri về nguồn gốc của dân tộc mình, anh đã nhắc tới thành phố Zama, hay với cái tên khác là Tulum, một thành phố nằm ở bờ biển Caribe của Mexico. Thời điểm dân tộc của Namor di rời xuống dưới biển là năm 1571, chính là 50 năm sau trận chiến tại Tenochtitlan, một vùng đất cũng nằm ở Mexico, đã xuất hiện trong phim Eternal, kể về việc người Tây Ban Nha đã đến đây thảm sát người Aztec. Đây có lẽ là một trong những lý do ngoài lề khiến Namor cảm thấy ghét bỏ thế giới mặt đất. Trong cuộc nói chuyện giữa Namor và Shuri, Namor đã nói: "Tổ tiên của tôi tương truyền rằng những người đã trải qua đau thương mới có thể làm người lãnh đạo." Lại là một chi tiết nữa báo hiệu cho việc Shuri sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tương lai. Khi Namor ngồi trên ngai vàng, anh đội một chiếc mũ chính là đầu của thần rắn Kukul Khan. Trong phân cảnh Namor tấn công Wakanda, anh sử dụng bom nước nhấn chìm toàn bộ Wakanda trong biển nước. Chi tiết này giống như trong đầu truyện Avengers vs X-Men năm 2012, khi Namor bị điều khiển bởi Phoenix Force và buộc phải tấn công Wakanda, Namor và Black Panther cũng có thù hằn với nhau từ đây. Sau cái chết của nữ hoàng Ramonda trong trận chiến, Shuri lúc này quyết định trở thành chiến binh báo đen tiếp theo. Cô uống tâm hình thảo và chìm vào trong bể nước. Chi tiết này chứng tỏ Shuri lúc này đang chìm sâu trong thù hận và muốn giết Namor để báo thù. Cảnh sau đó khi cô gặp Killmonger, cả căn phòng bốc cháy, chính là lúc cô quyết định thực hiện hóa câu nói của mình với mẹ lúc ở bờ sông. Bộ giáp báo đen của Shuri có thêm những chấm ở trên mặt nạ, giống với cách trang điểm của cô trong lễ lên ngôi của anh trai trong phần 1. Và phần bả vai có thêm phụ kiện để trông hầm hố hơn, che lấp đi khuyết điểm gầy gò của bản thân. Trong trận chiến cuối cùng giữa Wakanda và Talau Khan, Riri trong bộ giáp Ironheart đã dùng hết tốc lực để bay lên cao. Góc quay này giống với Iron Man trong Infinity War. Ở màn hình hiển thị của cô bé có chữ Max Power, chứng tỏ là cô đã dùng hết công suất của bộ giáp. Sau khi trận chiến kết thúc, Namor trở lại Talau Khan. Lúc này ta được nhìn thấy toàn cảnh bức tường phía sau lưng anh ta, chính là cảnh Namor đang đánh nhau với một con báo đen. Đến After Credit, Shuri gặp cháu trai của mình là T'Challa. Nguồn gốc và tương lai của cậu bé đã được tôi nhắc đến trong video phân tích cái kết, nhưng vẫn còn một chi tiết đáng lưu tâm là với độ tuổi này của cậu bé, có thể cậu sẽ có mặt trong đội Avengers trẻ sắp tới và đóng góp một vai trò quan trọng trong trận chiến với Kang the Conqueror. Đó cũng là toàn bộ những chi tiết thú vị mà tôi nhặt được trong Wakanda Forever. Nếu bạn tìm được những chi tiết khác, hãy comment xuống phần bên dưới. Tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.